Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã chính thức tuyên bố cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra tiến hành luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lý do được đưa ra là vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng hiến pháp khi có thông tin cho rằng ông Trump đã dùng tiền viện trợ quân sự để gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine tiến hành điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden liên quan đến tham nhũng. Sự việc được công khai ở thời điểm vô cùng nhạy cảm khi ông Joe Biden hiện được xem là đối thủ chính trị hàng đầu của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm sau. Trong tuyên bố được phát đi từ đồi Capitol, bà Pelosi cho biết đang trực tiếp chỉ đạo 6 ủy ban thuộc Hạ viện thực hiện các thủ tục để tiến hành cuộc luận tội Tổng thống Trump. Trước đó, toàn bộ cả 3 chỉ số của thị trường phố Wall đã chìm trong sắc đỏ, đặc biệt chỉ số S&P 500 đã có ngày giảm điểm mạnh nhất trong một tháng qua. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã có những phản ứng tức thì khi cho biết là sẽ công khai toàn bộ đoạn ghi âm cuộc đàm thoại diễn ra vào tháng 7 giữa ông và Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, đoạn ghi âm sẽ chỉ được đưa ra vào ngày mai. Có những báo cáo rằng trong một cuộc điện đàm hôm 25 tháng 7, ông Trump đã đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky cho điều tra ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai ông này có hành vi tham nhũng tại Ukraine. Nội dung cuộc điện đàm của ông Trump được biết đến sau khi một người trong nội bộ ngành tình báo Mỹ tố cáo với cơ quan kiểm soát. Phía Tổng thống Mỹ thì khẳng định nội dung cuộc điện đàm không có gì sai trái và tuyên bố toàn bộ văn bản ghi lại nội dung cuộc điện đàm sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi công bố quyết định điều tra luận tội Tổng thống thì cho rằng cuộc điện đàm của Tổng thống có thể đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia và vi phạm hiến pháp Mỹ. Tôi thông báo rằng Hạ viện đang tiến tới triển khai điều tra luận tội chính thức. Tôi chỉ đạo 6 tiểu ban tiến hành điều tra dưới mũ của tiến trình này. Tổng thống phải chịu trách nhiệm, không ai được ở trên luật pháp. Để làm rõ, giúp quý vị hiểu về tiến trình điều tra luận tội Tổng thống ở nước Mỹ sẽ diễn ra như thế nào và hệ quả có thể ra sao, chúng ta sẽ cùng nhìn vào màn hình đây ạ. Quá trình luận tội bắt đầu tại Hạ viện, nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh luận và bỏ phiếu về việc có nên đưa ra cáo trạng đối với Tổng thống hay không, thông qua việc phê chuẩn nghị quyết luận tội hoặc là các bài viết luận tội mà chỉ cần đa số trong tổng số 435 dân biểu của Hạ viện tán thành. Nếu Hạ viện chấp thuận nghị quyết hay là các bài viết luận tội như vậy, thì một phiên xử sẽ được tổ chức tại Thượng viện. Tại Thượng viện thì chánh án của Tòa án Tối cao Mỹ làm chủ tọa, các thành viên Hạ viện đóng vai trò công tố, các thượng nghị sĩ làm bồi thẩm đoàn. Nếu 2/3, tức là 67 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ của Thượng viện tán thành, Tổng thống sẽ bị kết án và bãi nhiệm. Quá trình này có thể mất tới vài tháng. Cuộc điều tra luận tội Tổng thống sẽ đưa căng thẳng quan hệ giữa Quốc hội và Nhà Trắng lên một nấc thang nữa, có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Để phân tích cụ thể hơn về những hệ quả của việc điều tra luận tội Tổng thống tại nước Mỹ, thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi với phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Vâng, anh Tuấn Trung sẽ cho chúng ta biết thêm về tiến trình luận tội Tổng thống sẽ gây nên những tác động gì tới chính trường Mỹ ạ? Tiến trình này chắc chắn sẽ đào sâu hơn nữa những cái xung khắc chia rẽ mang tính đảng phái trong không chỉ chính giới mà với cả cái sự cộng hưởng của truyền thông thì nó còn lan rộng ra cả ngoài xã hội Mỹ nữa. Những tranh luận phản biện và các cái chiến dịch truyền thông của các ứng cử viên của cả hai đảng sẽ ngày một gay gắt. Không khí ngột ngạt của kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020 do đó sẽ đến nhanh hơn. Lãnh đạo của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội cũng như là giữa phe Dân Chủ với chính quyền sẽ bị cuốn vào những cái tiến trình điều tra đầy tranh cãi, ít có chỗ để hợp tác trong các cái vấn đề đối nội và đối ngoại.